Lần đầu tiên tại Việt Nam, lễ công bố định hướng hợp tác quốc gia của một tổ chức phi chính phủ quốc tế được tổ chức dưới hình thức một chuyến bay. Gần 300 hành khách tham dự chuyến bay đặc biệt này đến từ nhiều nơi trên thế giới và nhiều tổ chức, vùng miền, địa phương của Việt Nam. Đại diện cho các cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền các địa phương, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các đối tác dài hạn, cộng đồng, thanh niên, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí lớn và đông đảo cán bộ, nhân viên, những người bạn của ActionAid quốc tế tại Việt Nam. Tất cả đã sẵn sàng cho một hành trình đặc biệt. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không AAV. Chuyến bay mang số hiệu CSP7 khởi hành từ ActionAid Việt Nam đến qua Planet Forum. Tôi là Hoàng Phương Thảo, cơ trưởng của chuyến bay, cùng tất cả các thành viên của phi hành đoàn vô cùng hân hạnh được đón tiếp và rất vinh dự được phục vụ quý khách. Chuyến bay chúng ta sẽ đi qua rất nhiều vùng tươi đẹp của Việt Nam. Xin quý khách cùng với chúng tôi tham gia chuyến bay và cùng chúng tôi đi tới một hành trình hướng tới tương lai. Vòng hơn 120 phút bay, phi hành đoàn đã cùng nhau mang đến cho hành khách những trải nghiệm đặc biệt. Kết nối trực tiếp thông qua cầu truyền hình với 5 điểm cầu, nơi các chương trình dự án của ActionAid quốc tế tại Việt Nam và các đối tác đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ. Và những người kể chuyện trực tiếp từ các đầu cầu cũng chính là những cán bộ dự án tại địa bàn. Xin chào CSP7 cũng như là anh Hoài Đảm và tất cả quý vị. Xin chào anh Hoài Đảm, chào CSP7. Xin chào mọi người đã đến với mảnh đất Đông Nô đầy nắng và gió. Để cùng nhìn lại những kết quả đáng tự hào của CSP6 trong một ấn bản đặc biệt của tạp chí hàng không AAV. Những con số thành tựu, những nỗ lực chưa bao giờ được tái hiện một cách gần gũi sống động đến thế. Và đặc biệt là cùng vạch ra tầm nhìn, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Lần đầu tiên, những mục tiêu, kết quả mong đợi, các chỉ tiêu đầu ra đã thoát khỏi trang giấy, tương tác với người xem một cách vô cùng trực quan.
sau khi chuyến bay mà chúng ta đang trên hành trình này, với những hoạt động ý nghĩa tại từng điểm mà chuyến bay đã ghé thăm, với các tài liệu, số liệu, tình cảm của cộng đồng mà chúng ta đã cảm nhận trong suốt chuyến bay, các vị đại biểu sẽ có thêm thông tin, niềm hy vọng và hứng khởi tiếp tục đồng hành cùng với Accent Việt Nam tới những điểm đến mới và giai đoạn then chốt để Việt Nam hoàn thành thực hiện các cam kết quan trọng. Chúc chuyến bay của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Release the Accent team in Vietnam a lot more new energies, strength, persistence and courage to deliver the important commitments made today. And we are proud to be your co-traveler, comrades. We are ActionAid, we are Vietnam. Thank you. Những sáng kiến được vinh danh, những đối tác bền chặt, những dự án được cam kết, những món quà được gửi trao, những con người, những khoảnh khắc. Cùng tiến bước vì tương lai. Tất cả đã làm nên một chuyến bay đặc biệt, không thể nào quên trong lòng mỗi người. Những vị khách trực tiếp có mặt trên chuyến bay, những người bạn muôn phương và rất nhiều người dân Việt Nam, nhất là những người đang cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Trên cơ sở hệ thống hóa những giải pháp phát triển dựa vào cộng đồng, có thể nói CSB7 đang mở ra một chương mới trong hành trình hơn 30 năm ActionAid đồng hành với Việt Nam, hướng tới một xã hội hài hòa, thích ứng với biến đổi khí hậu, có khả năng chống chịu thiên tai. Với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới và một sức bật mới, ActionAid Việt Nam cùng tiến bước vì tương lai.